Thưa quý vị, thưa các bạn, sung là loại cây thân gỗ vốn đã quen thuộc với nhiều người và không khó để bắt gặp chúng khi đặt chân tới bất kỳ đâu, nhất là tại những vùng nông thôn Việt Nam. Đặc biệt ngay từ trong tên gọi mang nhiều ý nghĩa. Chính vì vậy, sung được nhiều nghệ nhân cây cảnh sáng tạo và uốn thế để trở thành cây bonsai trang trí trong nhà hoặc sân vườn được nhiều người yêu thích. Những năm gần đây, người dân xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc đã đưa vào trồng sung cảnh với diện tích lớn và cho hiệu quả kinh tế cao. đến xóm Nhất Đê, xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc những ngày này, đâu đâu cũng thấy vườn trồng sung cảnh đang trong thời kỳ ra lá và uốn cảnh. Trước kia, những diện tích này chủ yếu được người dân trồng rau màu và trồng lúa. Tuy vất vả, nhưng hiệu quả kinh tế chẳng đáng là bao. Từ khi cây sung cảnh dáng bonsai được người chơi cây yêu thích và hay mua để trang trí nhà cửa sân vườn dịp đầu năm, nên những người làm vườn ở Nhất Đê chuyển dần diện tích trồng rau màu và trồng lúa sang trồng sung cảnh với cái nghề trồng sung này thì cũng có từ nhiều năm trước thế nhưng mà với khoảng 10 năm trở lại đây thì là với góc độ là cho lại thu nhập và năng suất cao thì là trên xóm bây giờ thì là có gần như là tới 70% các hộ là đi vào trồng sung để phân phối đi các tỉnh để cho những làm cho những cái tiểu cảnh của phòng khách và làm cây lọc đầu năm thì là mang lại thu nhập ổn định cho thôn xóm như những ngày bình thường mà vào những thời điểm chính vụ để vào cắt tỉa cây thì là cứ mỗi hộ gia đình thì cũng cần đến năm bảy người để phục vụ cho vườn sung rộng thì là ngày công thì như bọn em vẫn mượn thì là dao động từ hai trăm rưỡi đến ba trăm cũng có khi là tới ba trăm rưỡi một ngày công lao động thì là cứ trong một năm thì nó cũng chia làm bốn đến năm giai đoạn thì bước đầu là vào đến đầu xuân thì là đi vào trồng cây giống xong bắt đầu là đi làm phôi xong đến thời điểm là cứ cách nhau khoảng 2 tháng là bắt đầu uốn rồi cắt tỉa để cho tháng 10 là vào bắt đầu chính vụ là tỉa cành để làm bông tay cho cây sung bonsai là loài cây ưa sáng không kén đất trồng có tính chịu hạn và chịu lạnh tương đối tốt sinh trưởng và phát triển tốt nhất ở các vùng có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm ở nhiệt độ thấp hoặc khí hậu khô hạn các điểm sinh trưởng ở thân cây được bao bọc bởi lớp vảy phía ngoài, từ đó tăng khả năng chống chịu cho cây. Cây sung bonsai có bộ rễ chắc khỏe, ăn sâu dưới lòng đất, chịu được ngập úng. Sung bonsai mini là loại cây thường được trồng trong chậu. Ngày nay, chúng đã trở thành nghệ thuật chơi cây vô cùng độc đáo của các nghệ nhân chơi cây cảnh. Cũng giống như nhiều thanh niên khác ở xóm Nhất Đê, anh Nguyễn Quốc Khánh đã gắn bó với cây sung cảnh nhiều năm nay, cho biết cách trồng sung bonsai mini trong chậu không khó. Tuy nhiên, trước hết, bạn phải chọn lựa những giống cây thật khỏe mạnh, thuần chủng và có khả năng phát triển tốt. Ở giai đoạn mới trồng, tuyệt đối không nên cắt tỉa hoặc uốn vì sẽ khiến cây bị tổn thương và chậm lớn. Khi cây đã bén rễ và phát triển mạnh mới bắt đầu những kỹ thuật khác như tạo thế cho cây. Hiện gia đình anh có 3 xào ruộng trồng sung cảnh với gần 3.000 cây sung các loại. Hương của anh Khánh đây, thì là với mảnh đất sẵn có thì anh tạo dựng nên không nhất thiết là phải đi làm ăn xa ở nhà thì anh có làng nghề sẵn là có cây cảnh là bên trồng sung để phân phối đi tất cả các chợ làm tiểu cảnh cho không gian phòng khách thì anh đã đưa cây sung về để làm cái cây cảnh mini thì là dưới mảnh đất sẵn có thì cho thu nhập thì cũng là tương đối là ổn định. Hiện tại ở xóm Nhất Đê, xã Mỹ Trung có khoảng 80% diện tích đất nông nghiệp trồng sung cảnh. Nhà trồng ít cũng vài ba xào, nhà trồng nhiều lên tới cả mẫu. Tính trung bình một xào trồng sung cảnh, một năm cho thu nhập từ 30 triệu đến 40 triệu đồng, cao hơn nhiều lần so với trồng lúa và rau màu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã được gặp anh Nguyễn Quốc Khánh với vườn cây của mình và để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về nghề trồng cây sung cảnh cũng như là kỹ thuật làm sung cảnh như thế nào để bán cho những người chơi cây thì chúng ta cùng trao đổi với anh Nguyễn Quốc Khánh là chủ vườn ở đây. Vâng, chương trình xin được chào anh. Thưa anh là được biết anh là một trong những người thợ làm vườn cũng khá là lâu ở xã Mỹ Trung. Thì hiện tại diện tích vườn của mình thì là bao nhiêu và tổng số lượng cây cũng như là uh, năm vừa rồi ấy, thì là mình uh, cái cái lượng cây mình bán ra có nhiều không ạ? Lượng mình bán ra được khoảng hơn 2 nghìn với diện tích là hơn 3 sào. Thu nhập đầu năm cứ năm đạt khoảng 200 200 triệu cũng được biết là cái nghề làm cây xung cảnh này cũng mới được đưa về xã Mỹ Trung vậy thì bản thân anh cũng như là người làm vườn ở đây thì học cái nghề làm xung cảnh này ở đâu ạ và có khó không ạ? Cái này thì nó do thời gian mình làm và qua đúc kết của nhiều năm kinh nghiệm thì nó sẽ làm được càng ngày càng đẹp lên và từ đấy là xuất phát từ cái làng nghề nhỏ lẻ mà bây giờ đã rất nhiều người đã làm cây sung giống lên được và kiếm được thêm thu nhập cho gia đình. Cây phôi giống ấy thì là mình mua ở đâu hay là mình tự nhân giống lấy ạ? Mình tự lấy quả của cây sung và mình tự nhân giống lấy và mình làm lên từ lúc bé đến lúc để mà mình bán được. Thị trường cho cây sung giống này thì mình chủ yếu là bán ở những cái thị trường nào? ạ? Bán buôn cho các đầu mối người ta mua về người ta lại bán lẻ và đến tay người tiêu dùng và mình bán chợ viền đấy đa số là chợ viền là chính vậy thì làm cây sung cảnh này có khó không và cái công đoạn cũng như là cái quy trình để làm sung cảnh để mà khi mà xuất bán được ra cho thị trường cho người chơi cây thì mất khoảng thời gian bao lâu trong cái quy trình từ lúc mình gieo hạt mà trở thành một cái cây để bán cho những người tay tiêu dùng là mất khoảng tầm cỡ 2 năm rưỡi để mà đạt được một cái cây để mình bán được. Và xuất phát từ cái cây hạt lên và đến đến cây hoàn thiện là đủ đạt phải 2 năm rưỡi thì mới bán được. Và giá trị của cây thì do tùy từng cây nếu mà cây đẹp thì mình bán được giá trị cao mà cây vừa vừa thì mình bán giá trị vừa vừa Cái quy trình chăm sóc là hàng tháng hàng tháng lúc nào cũng phải tỉa mầm các thứ cho cây để cho cây không phá tán và và đến thời thời điểm là phải làm bông tay để cho nó đẹp cây lên trong đầu năm đến cuối năm là được ba công đoạn cứ khoảng ba tháng mình làm một lần là đến lúc hoàn thiện là đến từ đầu năm cuối năm là làm bông tay còn nếu làm phôi từ lúc phôi từ cây bé ở lên đến có được cái phôi để làm lên cây là mất khoảng một năm rưỡi và một năm rưỡi sau là mình làm bông tay cho nó đẹp trong cái quá trình đấy là mình phải chọn về lựa chọn được đúng vào cung điệu của cây mình để đặt đúng điểm thì cây nó mới đẹp được à, chứ không phải là lấy chỗ nào cũng được cây mình phải đặt bốn bông và một quả phúc đấy thì mình phải chọn tay và phải đúng tay thì cây nó mới đẹp được Em là một trong những cái thanh niên trẻ ở quê hương Tuy nhiên thì cũng chọn cái nghề làm cây ở tại quê hương mình để phát triển kinh tế Vậy cái lý do gì mà mình chọn cái nghề làm cây như thế này Mà không phải là một cái nghề khác mà nhiều thanh niên Ví dụ như là đi nhà máy xí nghiệp chẳng hạn Không như mình thì chọn đây là cái đam mê trong cây cây cảnh, cây nghệ thuật và mình đã đam mê lâu rồi. Được cũng xuất phát từ mình thích mình mua cây về mình thích là thế là mình thấy thích quá mình đam mê là mình theo học và đi học mọi người là những cái lớp người đi trước. Thế mà mình đến bây giờ mình đã thành được biết nghề về để làm cây. Và cũng thêm được nhiều thu nhập cho gia đình. Khánh có thể chia sẻ cho mọi người được biết là cái kế hoạch trong thời gian tới thì mình có mở rộng cái diện tích trồng sung cảnh hay không? Mình kế hoạch năm tới đây và bây giờ mình cũng đã đang làm rồi mà mình năm trước mình đã là ba sào nhưng mà năm nay mình tiến tới là thêm khoảng hơn 3 sào nữa để mình làm thêm một số những cây khác ngoài cây sung và những để mình thêm được nhiều cây, nhiều loại thì nó sẽ được đến được nhiều người tiêu dùng hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vàng trong đất của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.